Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay là một ngày bầu trời Cali rất là đẹp luôn. Mới mấy ngày trước là mưa gió bão bùng, hôm nay thì nắng lên rất là đẹp, mặc dù là trời vẫn còn se se lạnh. Thúy Nga đang lang thang đi ra ngoài khu Bonsa, đi một vòng coi ở ngoài này có cái chuyện gì mới lạ không. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi coi là tình hình có cái gì ở ngoài Bonsa nha, để mình ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng. Ở ngoài Bonsa này á, là cái đường này giống như là trung tâm quận nhất vậy đó quý vị. Mặt bằng rất là mắc. Và thuê... Đây nè. Đây, Nga đang tới cái chỗ này là quý vị. Nó ngay chỗ trung tâm Bonsa luôn ha. Giờ để em phải U-turn lại. Em đi bị lố rồi. Chúng ta sẽ quẹo vô cái khu cơm Tấm Thành nha. À đây cả nhà, Thúy Nga vừa tới một cái khu này gọi là khu cơm Tấm Thành đó quý vị. Trong cái khu này thì là cơm Tấm Thành, chắc ở đây họ bán lâu năm nên người ta hay nói là khu cơm Tấm Thành. Thì sẵn mình cũng có quảng cáo nhẹ cho cơm Tấm Thành. Và bây giờ mình sẽ đi vô cái tiệm của một người bạn của mình. Nghe nói là cổ đang làm một cái sản phẩm mà Nga rất là thích. Nhưng mà mình chưa có thể nào tiết lộ. Để từ từ vô đó thì chúng ta sẽ biết là ở đây có cái gì nha. Xung quanh đây là mua bán nhiều lắm. Toàn người Việt, không có người Mỹ luôn. Đây, chúng ta sẽ đi quẹo qua khúc này nha. Nó nằm ngay ngoài mặt đường đường Bonsa luôn, nên là nhiều lúc chúng ta sẽ khó tìm lắm. Nga sẽ đi đi ở đây cho mọi người coi nha, không biết phải đây. À, đây rồi quý vị ơi. Có ai đây không? Hello. Hi Nga. Ông ma. Gì vậy? Chị mới gặp có chữ thề trời. Ủa, tôi đâu có chửi gì thề. Đây là tôi đang đi vô tiệm Hàn Quốc đại hàng vậy đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, vậy mà buôn bán mà không có rành hết trơn. Sao? Người đại hàng người ta khi ta xã giao gì gặp nhau là ta ù ma. Ta ù ba mà. Ù ba là ba. Chào anh chào em gì đó. Dạ, xin giới thiệu hôm nay. Em đang đến thăm người bạn thân của em. Đó là Kiều Mai Anh. Việt Nam mình có hoa hậu Hà Kiều Anh. Thì ở đây có Kiều Mai Anh. Nó hơi khác một chút nhưng mà nó cũng có cái chữ Kiều ở trong đó. Có Kiều là được. Ủa rồi. Sao hôm nay ngộ vậy, hai đứa không hẹn mà gặp. Đứa hồng, hồng đậm, dưới, đứa hồng, hồng trên. Nhưng mà con cái hơi ngắn hơn. Thì hôm nay tôi đến thăm bạn đó. Tôi bạn, Kiều Nga. Bạn có biết tôi đến đây để làm gì không? Thì tới mua sắm. Không có, để thường bạn bè tặng cái ai mà mua chi trời. Cái tặng đó tính sao, còn trước tiên là vô mua. Vậy là cũng khó quá ha. Buôn bán là người tính trước. Thường là tôi, bạn bè tôi là tôi đến tiệm sầu riêng là tôi tặng không luôn á. Mà bà phải bán hả? Hay có khi nào tôi nên suy nghĩ tôi đi ra, tôi khỏi vô đây review người ta không? Thì bây giờ cứ vô đi rồi tặng hay là mua gì là tính sao được không? Em vô mới mở hàng mà em trả giá quá quý vị. Gặp khách hàng như tôi chắc đi luôn quá. Okay. Thì hôm nay là xin giới thiệu quý vị là Thúy Nga đang đi vô một cái tiệm sâm. Tiệm này là chuyên bán sâm. Ủa có phải xăm xong ăn là nó dâm? Xin lỗi. Nó cùng vần quá. Xăm ăn là để làm cái gì vậy? Xăm thì đây là cái dòng xăm của đại hàng. Thì đó Nga cũng thấy là cửa tiệm của mấy anh là tiếng của đường người đại hàng đó. Cái thương hiệu này là đã nổi tiếng rất là nổi tiếng ở bên đại hàng rồi. Là xăm độc quyền của chính phủ Hàn Quốc. Tất cả mọi người cũng đã biết được là xăm là tốt cho sức khỏe. Nó tốt như thế nào thì chút xíu nữa Nga sẽ biết nó tốt như thế nào. Ê, trước khi mà vô review cho tôi hỏi, nó ghi cái gì 1899 là sao? Có nghĩa là nó trên trăm năm rồi đó. Ồ vậy hả? Có nghĩa là cái củ sâm này là họ đã nghiên cứu và họ bán được trên trăm năm rồi. Quá trời quá đất luôn. Nó đã tồn tại hơn trăm năm. Không biết là bên Hàn Quốc họ có đại hàng, họ có lấy số phong thủy không? Chứ cái này là nhất phát củ cũ á. Chứ số phong thủy lắm. Tôi nghĩ là chắc họ ra cái năm nào nhưng mà họ lấy cái năm này cho đẹp hay sao đó. Không biết.
họ không biết họ có giống như mình suy nghĩ vậy không nha. Không, thường là kinh doanh buôn bán là phong thủy dữ lắm. Vậy hả? Thì cái sâm hiện tại Nga đang đứng ở đây là nó có từ năm 1899 quý vị, có nghĩa là nhất khắc cũ cũ á. Là nó sẽ bền vững hoài luôn đó. À, bền vững hoài á, có nghĩa là chứng tỏ là người Hàn Quốc, người Đại Hàn họ cũng rất là phong thủy và tâm linh. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi rảo vô đây thăm cái khuôn viên buôn bán của Kiều Mai Anh nha. Wow, đẹp quá Kiều Mai Anh. Cái này là du decor hay là có ai làm cho mình hay là như nào mà nó đẹp dữ vậy ta? Thì tất cả những cái ở trong tiệm này á của bên Đại Hàn nó thì coi ra theo cái phiên bản của mỗi tiệm. Đó là bởi vì có nghĩa là cái tiệm mình làm cái franchise là nó phải ra y chang vậy đó. Đúng rồi. Cửa tiệm nào ở đây đều giống nhau hết. Không có khác nha. Chỉ khác là bự hơn hay nhỏ hơn thôi. Nhưng mà cái sản phẩm sâm này là ở ngay bonsai này có một mình Kiều Mai Anh bán thôi đúng không? Đúng rồi. Ở Westminster là trong cộng đồng người Việt này thì rất là hân hạnh và rất là hãnh diện khi mình là người Việt đầu tiên đi sở hữu cái cửa tiệm này. Cái đó đều cũng rất hãnh diện nha Nga. Cái tiệm này mình mở được mấy tháng rồi ta? Được năm rồi. Ồ, nhanh dữ vậy đó. Mới kỷ niệm một năm hồi bữa đó. Trời ơi, một năm rồi đó quý vị. Có nghĩa là đứa con tinh thần này của Kiều Mai Anh là đã có một năm rồi. Thì mà mới ngó qua ngó lại tôi tưởng mới khai trương à. Mời ngay đi tham quan vòng nha. Đây, bây giờ là Kiều Mai Anh có thể giới thiệu sơ sơ cho nghe con. Chứ thấy mấy cái hộp đỏ tôi tưởng bao lì xì không luôn đó. Đẹp quá ha. Đẹp quá à. Bây giờ đi một vòng mình coi cho đây. Đi một vòng còn coi giới thiệu về sản phẩm thì một chút xíu Mai Anh sẽ giới thiệu cho Nga. Một manager rất là giỏi về đã tìm hiểu là lâu năm hơn Mai Anh về cái dòng sâm này. Manager rất là... Manager là trai hay gái? Chút xíu rồi Nga sẽ biết. No, nhưng mà tôi nghe chữ manager tôi đoán là trai đẹp đó. Bà cho tôi gặp liền. Trai đẹp. Tôi nôn lắm. Tắm trai. Tôi mà nghe chữ trai là tôi nôn dữ lắm. Cho Nga gặp liền không? Đi. Thấy không? Cái gì đẹp chưa? Trời ơi, cái này là cái củ sâm đó phải không? Đấy. Ồ, cái quá trình hình cái thành. Cái này là quá trình lớn lên của củ sâm 6 năm tuổi đó. Nghe thấy không? Đây là 1 tuổi nè. Một tuổi chút xíu vậy đó phải không? Và 2 tuổi. 2 tuổi, 2 tuổi bằng 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi. 4 tuổi. Đó, của 6 tuổi nó hoàn thiện rồi đó. 6 tuổi á, trời ơi, bự chà ba luôn à. Đó, nó phải bự như vậy nó mới đẹp như quý vị. Thấy nữa. Thấy 6 tuổi thấy bự vậy là ơi. Ơi. Thì thường là nè, đâu có gì đâu. Nghe, đây bắn xong đẩy hàng đừng làm cho khán giả hiểu lầm nha. Tôi đâu có hiểu. Tôi với cái cuộc sống nó bự. Tôi cho nó hay da cuộc sống bự. Sao cái đầu óc của bà nó là liên tưởng. Con người tôi rất là trong sạch. Thấy ấy, cho tôi òa lên thấy hết hồn. Cho tôi thắc mắc nhỏ nữa là ủa cái củ sâm là nó có hoa hả Kiều Mai Anh? Đúng rồi, nó phải có hoa chứ. Quan trọng nhất là cái lá nè Nga, thấy không? Đây là 1 tuổi thì lên một nhánh lá như thế này. 2 tuổi thì được 2 nhánh lá. 3 tuổi thì 3 nhánh lá rồi bắt đầu nó xuất hiện hoa. Thì 4 tuổi là nó 4 nhánh lá, hoa nó sẽ bự hơn. Và 5 tuổi 5 nhánh lá và 6 tuổi hoa nó bự hoàn hảo nhất. Đúng 6 nhánh lá như thế này thì củ sâm nó mới hoàn thiện như thế này và người ta sẽ đặt xuống và người ta đem đi chế tác lại thành hồng sâm. Hay ha, cái công trình trồng cây sâm cũng giống như nuôi một đứa trẻ như đứa trẻ. Một đứa trẻ khi chào đời nó nhỏ xíu rồi từ từ lớn. Mà nó phải là nằm ở trong một cái môi trường nhiệt đới như thế này nha Nga. Nó phải như thế này. Người ta phải lành luôn. Đây, đúng. Nó phải là người ta sẽ trồng trên những cái màn tre như thế này là cực lắm. Đó là cái trang trại người ta trồng sâm. Cái trang trại phải có cái mái như vậy nha. Vậy là cái sâm này nó là cái mái y chang gì, có nghĩa là nó không chịu nắng hả? Có một manager rất là đẹp trai và hot boy sẽ giới thiệu cho Nga. Bây giờ muốn giới thiệu liền không? Muốn chứ. Xin giới thiệu manager hot boy Frankie. Nghe cái tâm tiện của chúng em. Trời ơi, tưởng ai quen quá mà. Thôi bây giờ bác cứ đi vô đi để tôi làm việc với trai đẹp. Dễ sợ không? Tôi nhanh lắm. Nói chung là thay vậy đó. Lâu quá chị không gặp em. Dạ, lâu không gặp chị. Cái gì Khoa ta? Lưu Đăng Khoa. Lưu Đăng Khoa. Một cái tên rất là đẹp. Ủa em từ bán mỹ phẩm thì em nhảy qua sâm luôn à? Dạ, em cũng đang hề lắm chị, ai cứu gì thì em làm đó. Em quá giỏi luôn. Một manager rất là xuất sắc, am hiểu hết tất cả về sâm. Ủa tại sao mình làm chủ mình am hiểu mà để manager am hiểu sao kỳ cục vậy? Không vậy đi. Không. Dạ, mỗi người một lĩnh vực. Mỗi người một lĩnh vực, anh lĩnh vực khác, Khoa lĩnh vực khác. Vậy cuối cùng là bà chủ này ở đây làm cái công việc là gì? Bà ra đếm tiền, bà đi về hả? Dạ, đúng rồi. Dạ. Em bán là bà đếm tiền. Manager là phải thuê người tướng đô con. Đúng, có cái tay cơ bắp giống như củ sâm vậy. Vừa manager vừa security luôn. Ê, cái tay giống hình củ sâm quá ha. Ê,
đưa coi coi. Ê, giống nha, lại coi coi. Giống lắm luôn. Giống lắm. Nãy giờ là chị cũng có nghe qua chị Kiều Mai Anh giới thiệu sơ rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể làm lại từ đầu tiểu phẩm được không? Thích trai đẹp giới thiệu đó. Đây là quá trình trồng sâm 6 tổ của công ty Trung Hoa Trang Hàn Quốc. Tức là trước khi trồng những củ sâm này, cây đất 2 năm trời, và sau 6 năm mới trồng được sâm, 6 năm tới 8 năm được củ sâm thế này. Tám năm gieo trồng đất, gieo hạt để cho đất có dinh dưỡng, và sau 2 năm đó mới bắt đầu gieo hạt sâm lên, và sau 6 năm mới thu hoạch được như vậy. Là 8 năm tổng cộng trong quá trình. Nhưng mà vẫn ghi 6 năm ha. Yeah. 6 năm là củ sâm 6 năm. Nhưng mà 2 năm chuẩn bị đất để mình trừ ra 2 năm chuẩn bị đất. Nhưng mà những cái củ sâm nhỏ này là nó hình thành như vậy là đã khai thác ăn được chưa? Đã làm dạ được chưa gì? Đâu, sâm này nó không tác dụng gì đâu. Trời, phải thu hoạch xong. Mời mình chị nghe qua đây xem mà. Thu hoạch xong về chúng ta còn có rất nhiều giai đoạn, như là chúng ta sẽ rửa sơ chế nó, rửa tinh chế nó và hấp nó, sấy khô lạnh và mới thành hình củ như hồng sâm đỏ như thế này. Và từ hồng sâm đỏ này được làm được nhiều thứ, như thứ nhất là chúng ta sẽ processing ra, tức là mài nhuyễn ra làm thuốc, làm trà, làm thuốc viên thuốc, và cái này chúng ta nấu lên là viên nước, cái dạng sâm hồng sâm nước như vậy. Trong Costco này chúng ta có cái dạng sâm nước như thế này. Và thứ ba là tinh chất của nó được dùng làm cái cao đặc như thế này, là đều water extraction. Cái này nó là cái mà tinh chất cao nhất đó, nhất của nó. Và tất cả còn phần còn lại của nó là oil, là dầu á, tinh dầu đó thì dùng làm mỹ phẩm và là làm những chất như là cho phụ nữ. Cho phụ nữ là cái gì, em nói cụ thể ra được chứ không? Là những người phụ nữ mà họ 40-45 tuổi họ mất những cái tiết tố của người phụ nữ đó, thì cái chất hồng, tinh chất hồng trăm dầu này sẽ bổ sung, có nghĩa là mình đang cần đó. Dạ. Có nghĩa là mình đang cần. Ý đó là mình lớn tuổi rồi. Tôi mới có 18 tuổi rồi, tự nhiên cái xô vô cái ta tưởng mình già thiệt. Thì bây giờ là đúng rồi, dùng sâm thì trẻ nữa, nhưng mà bây giờ nãy giờ thì Nga vào đây Nga thấy nó nhiều quá, nó nhiều cái mẫu mã quá, thì bây giờ là có thể cho Thúy Nga và khách hàng, khán giả của Thúy Nga trên Thúy Nga Channel coi để họ biết cái giá cả và ăn cái loại nào, cái lứa tuổi nào cho nó phù hợp nè. Dạ, mình có rất nhiều sản phẩm nha, rất là nhiều sản phẩm. Rất nhiều lắm luôn á. Nhiều mọi độ tuổi, từ già đến trẻ, từ giống như là từ giống như thấp đến cao cũng rất nhiều. Mình những dòng sản phẩm thường như này có tinh chất sâm bán trên Costco với giá rất là trung bình cho mọi người. Là cũng cái sản phẩm này có trong Costco luôn. Dạ đúng rồi, nhưng mà cho mọi người ăn uống được. Còn nhưng mà muốn như mình cho phẩm uống có thể chữa bệnh, có thể tăng khả năng mà tư duy của mình, thì dùng thăm bắp canh này nó có nhiều. Nó rất là nhiều dạng. Và ở bên đại hàng á, thấy một cái người bị đại hàng từ nhỏ người ta đã uống xong rồi. Đúng rồi, 3 tuổi và uống xong. Mình từ lúc 3 tuổi là được uống rồi hả? Từ có dùng xong của trẻ nhỏ, và có dùng xong cho những người mà học, ví dụ những người mà cần học nhiều, những người mà về học là họ cần đó. Phải cái tăng trí nhớ, tăng cường trí nhớ, tăng đa dạng lắm cho sinh viên để học học bài đó chị, để anh cái não tôi giờ này hơi quên, nó có cần dùng này không? Chắc là dần rồi đó, cái cần đó, cần dần rồi đó, chứ giờ cái não giờ cũng mòn dữ lắm rồi đó. Rất là cần. Cái này là dạng viên hay dạng bột hay dạng gì em? Dạ dạng nước, nó có nhiều dạng, thì dạng viên, dạng nước, dạng bột, tất cả đều. Nhưng mà một hộp sản phẩm như vậy là uống bông bao nhiêu lâu, và giá tiền nó như thế nào? Trung bình một hộp như thế này nó có 30 gói uống đủ trong một tháng. Cái quy trình của gia sâm này là một tháng 30 ngày tất cả. Một hộp như vậy là mình có thể báo giá cho khách hàng người ta coi để người ta hiểu hơn á. Cái hộp này giá là 178 hay 79 gì đó. Là một hộp như vậy là chưa tính thuế. Một hộp đó là 3 gói nhỏ như thế này, và mỗi hộp bên trong nó là 10 gói nhỏ bằng nước nha. Xé ra mình uống mỗi ngày, nó rất là dễ uống. Nó rất là dễ uống. Tại vì mình dùng cho thí dụ chị lứa tuổi mà đi học đại học, hay là tất cả những người mà cần về cái trí nhớ đó, thì mình dùng được cái đó. Và đặc biệt nhất là cái dòng này ha, hả Khoa hả? Dạ, cái dòng này xăm học sinh 6 tuổi và có extra thêm lọc nhung. Quý vị biết lọc nhung là sừng của con hươu quý vị. Đúng rồi. Sừng con hươu nó rất tốt cho những người mà trên lớn tuổi mà bị tiểu đêm, bị gan bệnh thận, rất là tốt. Rung tay rung chân, bị lạnh tay lạnh chân, thì uống lọc nhung sẽ giảm thiểu được những cái vấn đề đó và tăng cường cường cốt cho mình. Đây là và kèm với hồng cho 6 tuổi nó sẽ gấp đôi cái tác dụng của nó lên. Nó cũng tùy theo sản phẩm mà nó cũng rất là nhiều loại giá. Nó mà nhung là chỉ cho những người mà cái tuổi họ bắt đầu lớn tuổi họ dùng, hay là trẻ tuổi vẫn có thể dùng được? Trẻ tuổi mới dùng được, nhưng mà họ làm việc cái cường độ cao như là làm hãng, là chạy xe đường dài, hoặc là làm đêm, họ vẫn dùng lọc nhung được. Lúc thường khi thường hay mất ngủ hay là có vấn đề ví dụ như về giấc ngủ, hoặc là vấn đề về thận, mình muốn bồi bổ thêm thì mình có thể dùng.
cái này cho Nga hỏi riêng nha, tại vì thật sự Nga để ý nha, sâm thì khi mình sử dụng vô thì cái người mình nó rất là khỏe, nhưng mà hình như là mình dùng vào ban đêm á, nó có dễ gây cho mình mất ngủ đúng không? Dạ, chính xác. Sâm thì tụi em luôn khuyến các khách uống là buổi sáng sớm là tốt nhất, sáng sớm sau khi ăn sáng và không uống sau 4-5 giờ chiều. Uống buổi chiều á thì cơ thể mình sẽ hoạt động tiếp để nó work, để nó hỗ trợ năng lượng cho mình, cho nên năng lượng nó mạnh lắm. Mình uống vô rồi là mình phải tăng động thôi. Không thể ngủ được. Nó từng từng từng. Thì nếu mà mình có nhu cầu gì thì là mình có thể uống ban đêm để mình thức. Ví dụ làm việc ban đêm đó. Ví dụ là làm việc ban đêm. Thì giống như các em có những khách như lái xe đường dài nè, lái xe ban đêm làm tỉnh táo để mình làm việc. Thì nãy giờ Nga đứng đây thì Nga đang thắc mắc. Nga thấy cái hộp này á, là có nghĩa là bán một cái hộp này là chỉ có hai cái củ sâm này hay là như thế nào? Ok, đây là một loại nhiều loại lắm không ha Nga? Đây là đây là một loại, đây là cái loại nhỏ, hộp này là hai củ nhỏ. Là giá cũng 75 đồng chưa thế. Có nghĩa là mình cái củ nhỏ này mình cắt ra được rất là nhiều những lát sâm nhỏ mỏng rất là nhiều. Để mình ngậm á. Có thể ngậm được, có thể nấu canh được nè, có thể giống như là mình làm gà tiềm được không? Dạ, đúng rồi, làm chà uống. Chút xíu là được ăn. Rồi có một cái lát sâm nào ngậm để cho tôi tưng tưng chút xíu không? Có chứ. Có nè, mời nha. Mình có sâm mật ong bên này nè. Cũng cái sản phẩm đó luôn. Dạ, đúng rồi. Đây quý vị, nãy giờ Nga mới hỏi cái củ sâm thì đây có lát sâm nha. Chuẩn bị cho Nga đây. Ở trong một cái bịch như thế này. Và chỉ cần ngậm một miếng trong một ngày hay là ngậm mấy miếng? Thí dụ đang giờ ăn đi rồi chút xíu. Anh chị đi làm tiếp. Khỏe liền luôn. Một hai miếng. Ở trong cái hộp này là nó có được 2, 4, 6, 8, 10, 12 miếng đó. Ngon. 12 miếng tẩm mật ong. Và ngon hộp. Nó là được 6 hộp như thế này nha Nga. Và nó rất giá, nó cũng phải chăng lắm. Rất là khoảng bao nhiêu hả? Cái hộp này 7 mấy đồng. Có 7 mấy đồng thôi. Không, ngon nha. Ngon lắm. Hàng này là rất là hiếm ở tiệm và đã hết rồi. Và vậy hả? Đầu đang order hàng mới về đây. Còn cái này thì là cũng của nó hay là đúng. Là củ sâm giống hồi nãy đó nhưng mà có nhưng mà nhiều hơn. Nhiều hơn. Loại tốt hơn. Better hơn. Nhưng mà giá nó đắt hơn. Nhưng mà cái hộp này là cái giá chi phí của nó khoảng bao nhiêu? Dạ 600. 600 này xài trong mấy tháng? Nếu mà nó là 20 củ đó. 20 củ là một củ xài lâu lắm. Một củ mình sắt là nhỏ nhỏ mình hầm mà thì nó rất là lâu nha. Đây là một hộp sâm 600 đô thôi quý vị, nhưng mà là chúng ta có thể xài lâu dài và mỗi ngày sắt ra một ít, có thể hầm đa dạng lắm. Hầm xương rồi hầm đuôi bò hay là hầm gà hay là uống trà hoặc là ngậm chơi cũng được. Có rất là nhiều loại sâm hồng sâm đại hàng. Công ty đã làm rất là nhiều loại, nhiều đa dạng kinh khủng. Đây là một dạng là mọi người sẽ uống mỗi ngày là nó là từng tít một đó. Đây là đó, cái trà xong mình bỏ nó vô phải không? Cái này trà gõ, nó làm từng gói trà của đại hàng luôn đó, trà luôn từ sâm mới làm ra trà đó. Nó cũng hợp trà rồi đây, đã có luôn, thơm lắm. Mình có dùng giải khác mỗi ngày được, mình đi làm việc nó có thể bỏ vô trong cái bình đó. Sau về cái uống mỗi ngày ngon nha. Nó nghe nhà năng lượng kinh khủng lắm. Ví dụ như những người mà không có uống được thì đắng quá, nó nhẫn quá đó, hay là cái mùi nặng quá đó, mình pha một gói nhẹ nhẹ vô trong mỗi ngày. Ví dụ ngay đi làm dùng có đàn năng lượng nguyên một ngày luôn. Để anh thử rồi mà anh biết rất là tốt luôn, rất là khỏe phải không? Khỏe lắm. Đây hộp nó nằm ở trong này, nó tới 50 gói. Và cái này là hơi là cái dạng light, là có nhẹ hơn xíu, còn có cái dạng đậm nữa. 50 gói đó là khoảng chừng 20 mà cũng có chừng 30 đồng thôi. Thực sự ra nha, Thúy Nga là ở ngay khu trung tâm Hàn Quốc luôn quý vị. Cái khu nhà Nga ở là ngay khu Grand Row đó. Là xung quanh Nga là chợ Hàn Quốc rất là nhiều. Mà Nga đi coi những cái về thị trường sâm thì Nga thấy nó rất là trôi nổi. Nhưng mà hôm nay á, đến với cái cửa hàng của Kiều Mai Anh á, thì là Nga phải công nhận là khi mà mình được phân tích rạch ròi ra thì mình mới thấy là củ sâm nó rất là giá trị. Mà ở đây là giống như là một cái công ty lớn, một cái công ty lâu năm á, nên là họ đã có từ 100 năm nay, nên là cái sản phẩm á, thử chút thôi nhưng mà thấy cái nào nó cũng có cái chất lượng, rất là chất lượng. Nó cái trà không cũng rất ok mọi người. Quý vị có biết cái trên thị trường nó có rất nhiều loại sâm, hàng ngàn hiệu sâm lận, nhưng mà cái hiệu này của Trung Quân Chen tức là nó có từ 1899 đến giờ rồi, của chính phủ làm luôn, chính phủ nuôi trồng và thu hoạch và bán luôn cho chính phủ Hàn Quốc làm luôn. Và tất cả những hiệu sâm khác, nhiều sâm của Samsung, là sâm của LG, sâm của những hiệu khác, nó cũng mua sâm hiệu này để chế biến riêng của nó. Là sâm của này vẫn là tốt nhất trên thế giới, đứng đầu trên thế giới. Thực ra Nga cũng là một cái người kinh doanh,
Mình rất là thích đi quảng bá cho những cái business khác. Tại sao? Tại vì để cho mọi người biết là nó rất là có sự cái nhiều cái đa dạng trên cái thị trường ở nước Mỹ, mà nhất là nước Mỹ này nè, là nhiều cái đất nước trên thế giới họ nhập sản phẩm về đây, rồi những công ty lớn họ về đây và họ về dễ hơn. Nhập vô Việt Nam thì hơi khó, nhưng mà nhập vô nước Mỹ vẫn dễ hơn, mà những cái sản phẩm rất là tốt. Quý vị, Nga vừa uống cái trà nè, rất là ngon luôn. Thì tất cả sản phẩm ở cửa hàng mấy anh đều được Mỹ approve. Có những nhiều khách người ta đi đại hàng á. Có nhiều khách vô hỏi tiệm mình á, Khoa, đi đại hàng ta có những cái loại mà tại sao đây không có bán, ủa cũng là cái thương hiệu này, nhưng mà anh sẽ nói không, khi mà được nhập cho Mỹ này là điều chất lượng nhất và tốt nhất được Mỹ approve. Đúng rồi. Còn không thôi phải là có FDA nữa. Đúng, chính xác, FDA. Và được Mỹ đã kiểm duyệt qua hết, và những cái gì không có chất, những chất mà cảm thấy không có tốt cho cơ thể con người, hoặc là không có những thứ không hợp với môi trường đúng, đúng. Nó không cho vô. Cho nên là mình ở đây là mình, thí dụ như ai mà đã uống xong và bạn biết cái thương hiệu này rồi thì cứ ghé tiệm của Mai Anh và Khoa là thì một ở cái đây tiệm rất là chất lượng và nằm cũng có... dễ, vị trí cũng dễ thông thấy lắm luôn, ngay trung tâm bonsai đó quý vị. Nghe là thấy rồi, ta thuê mặt tiền là ta cũng thứ dữ đó. Mặt tiền bonsai là giống như quận nhất vậy đó, tốn kém chi phí lắm. Nãy giờ là Thúy Nga nói chuyện thì mọi người có muốn biết cái địa chỉ hay là số liên lạc thì là đó, mọi người nhìn trên cái thông tin Nga vừa để lên thì là mọi người sẽ biết. Kiều Mai Anh, một cô gái vừa là ca sĩ, vừa là một cô gái rất là xinh đẹp, mà mới qua Mỹ đây thôi mà người ta cũng kinh doanh được business được dữ lắm. Còn bên này là cũng thứ thiệt đó quý vị ơi. Kinh cũng doanh nhiều lắm, cũng nhiều lắm. Nói chung ở Mỹ thì được cái ai cũng 7-8 chóp một người hết. Mình phải làm chứ. Bên Mỹ mà ở không là không được, buồn lắm. Đâu có, đâu có, bà lên bà kể một clip ở không rồi. Đó là thời gian đầu thôi thì buồn lắm đó. Nhưng mà bây giờ từ ngày kinh doanh như vậy cảm thấy đời sống mình nó busy hay là nó bận rộn hay vui là lắm nó... Vui lắm á. Busy, rất là busy luôn. Và cảm thấy rất là vui khi mỗi ngày ví dụ như có những người khách. Mấy anh thì không có ra tiệm thường xuyên. Thì maybe một ngày có thể ra chừng 2 tiếng 3 tiếng. Ra thì mình đi về mà còn tại mình còn những công việc khác. Cho nên là, nhưng mà rất là vui khi mà có những cô chú gọi điện vô, muốn mua cái này mua cái kia, và mình tư vấn những cái này cho mọi người thì mình cảm thấy vui lắm. Đó là nhưng cái... mà mình ở đây là mình buôn bán là khách hàng của mình là online nhiều hay là khách tại Cali hay là khách trên website? Mình là mình có website không em? Dạ mình có website, mình có Facebook, có trang cá nhân, nhưng mà khách của mình đa số là cái thương hiệu này từ lâu rồi, khách từ mấy năm rồi đã từng dùng rồi. Có Level Care chị Anh ha. Và cái Level Care là gì? Không hiểu. Thì giống như là chợ thì người ta approve, mình nói dở nha, chợ approve APT hay là thức ăn APT, nhưng mà ở đây thì approve Claire và Khe có nghĩa là một thương hiệu bảo công ty bảo hiểm mà công ty bảo hiểm mà Trung Quang Trang, công ty đầu não của đại hàng đã approve được, lấy được cái đó và cho mỗi cô bác đăng ký các Level Care này thì được một cái thẻ. Một cái thẻ mỗi tháng có thể đi mua được, mà only chỉ mua xăm này thôi nha. Dạ đúng rồi. Ồ, gì hả? Và một cái tiêu chuẩn như thế này để Mai cũng sẽ nói ra một cái như vậy. Tiêu chuẩn mà để được approve các Level Care này là những cô bác mà trên 65 tuổi có Medicare A và B. Nhớ nha, A và B, có Medicare A và B thì sẽ được approve cái bảo hiểm bằng cái này. Và cái công ty nằm đây, chịch lên đây chút xíu. Claire và Ghe là phải mua cái văn phòng đại diện tới các cô chú cô bác anh chị nào mà muốn cần á thì cái tới bây giờ tôi vô tôi mua rồi hàng tháng tôi có được ra đây nhận không? Dạ được chứ, mỗi tháng thì được 3-2 tùy tốt của người. Nhiêu tuổi rồi? Chưa đủ tuổi đi. Mới 18 hả? Trên 65 tuổi hả? Vì cũng còn phải chờ lâu lắm đó. Giả dụ như em có phút tem em vô đây mua được không chị? Không, phút em thì kế bên đây có cái chị ơi. Thật ra đây là Nga hỏi cái câu này cho vui thôi, tại vì khi mà Nga bán sầu riêng á, mọi người biết không, có nhiều cô chú vô cứ hỏi cô có phút em cô mua được trái cây của con không. Dạ không cô ơi, đối với cái cửa hàng xăm của Kiều Mai Anh là chúng ta cũng không dùng phút em quý vị, mà là dùng một cái bảo hiểm của Hàn Quốc luôn, thì chúng ta sẽ được cái tiêu chuẩn và thương hiệu là đúng là vấn đề là Trung Quang Trang nha mọi người. Phải đúng là thương hiệu này thì mới là approve. Trung Quang Trang. Trung Quang Trang. Trung Quang Trang. Đây đây quý vị. Trung Quang Trang. Đó không? Thấy tôi đọc hay không? Tiếng Anh là không biết nhưng mà tôi đọc tiếng Hàn là ra. Upa Trung Quang Trang. Và ơn Linh chị có lạc lê và khen. Ôi chết cha. Sao mới vừa vô mà có cái gì nguyên con gà dân đây vậy? Ai ăn vậy? Thì đó, biết nghe đến thì bây giờ xong mà thì mình cũng phải có chút xíu bồi dưỡng đúng không? Oh my god. Đây là
cho ăn nguyên một củ vậy luôn đó hả? Thì sâm nó rất là công dụng, và Nga cũng thường hay biết là nghe tới là sâm là cứ tưởng tượng đấy, có thì gà sâm này kia đúng không? Thì đó, đây Minh chuẩn bị một con gà hầm với lại củ nhân sâm, hồng sâm để Nga thử thưởng thức cái mùi vị nó như thế nào nha. Nhìn gà hầm sâm là ông uống bà khen á chị, có ai không? Thì tôi uống xong tôi tự tôi khen tôi. Ủa Nga tưởng cái này là chỉ có gà đen rồi mấy chân hả? Gà thường cũng chân được. Gà thường vẫn chân được. Vậy hả? Cái mùi sâm rồi nhìn củ sâm rồi cái mùi thơm lắm. Nãy giờ ngồi đây sẵn mời chị Nga với lại chị Mai Anh gà hầm sâm mới vừa làm xong luôn. Biết có trai đẹp. Ủa sao không lấy cho tôi con gà lấy nước không vậy? Không, lấy nước để mình gấp gà mình ăn nè. Tưởng là hả, tiết kiệm nước sâm không đó, nước sâm tinh chất tinh chất rồi nó tốt hơn cái xác con gà đúng không? Quên em quên, nhiều lúc em thấy con gà bự của em ham hố. Để em ăn thử coi, uống thử nè. Thơm ngon quá hả? Ủa mình có nêm gì trong này không mà sao nó ngon dữ vậy? Sâm nó ra cái chất của sâm rất là, và đó mình có là mình không cần ướp thêm cái gì hết. Có chút gia vị không? Muối xíu gia vị phải không? Muối ha. Và táo đỏ nè, hạt sen nè, và gà nè. Nga có thấy cái vị vừa đắng đắng nhẫn nhẫn và ngọt ngọt không? Là có. Cái hậu ngọt của sâm đó. Có. Và cái hậu đắng của sâm đó. Đó mới là sâm thật nha. Chứ đừng nói là ồ sâm thì phải ngọt mới uống được không? Sâm ngọt là không phải là sâm cao cấp đâu. Thúy Nga hôm nay rất là cảm ơn Kiều Mai Anh và Lưu Đăng Khoa, manager đắc lực ở đây tư vấn cho Nga rất là rõ ràng và khách hàng xem sẽ hiểu. Và chúng ta nhớ ủng hộ sâm, những quý vị sâm thì rất là tốt cho sức khỏe. Và mọi người nhớ ủng hộ sản phẩm theo cái số điện thoại mà Nga đang để trên này ha. Cảm ơn Nga rất là nhiều ngày hôm nay đã ghé thăm tiệm và đã cho tất cả mọi người của trên kênh của Thúy Nga để biết được tiệm KJG Bosa với sản phẩm hồng sâm Đại Hàn 6 năm tuổi Trung Khoang Trang. Đây là một sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe cho tất cả chúng ta, chứ không phải riêng ở ai hết. Và mọi người cũng phải nên nhớ tới cửa hiệu này, là tại vì trong cộng đồng người Việt là only chỉ có cửa hàng của Mai Anh thôi. Với lại Thanh Kiền nằm ngay trung tâm Bosa này, tới đây mới có thương hiệu này, ở ngoài không có bán. Và tất cả những cái thương hiệu này trên thế giới đều là cửa tiệm của người Hàn Quốc nha. Và đây là những người Việt đầu tiên đây, đúng rồi. Mình phải là hãnh diện khi mình có được cái thương hiệu này, là cộng cái thương hiệu này ở Việt Nam có không ta? Có chứ. Có mở chưa? Dạ có. Có luôn hả? Đây mọi người, nãy giờ cái quy trình sản xuất rồi nhà máy họ nó chạy trên này hết. Mọi người xem đây cũng có thể hiểu rất là rõ, và công nhận là franchise có khác không? Họ làm rất là đẹp và rất là... Tất cả cái này đi là của Đại Hàn đem tới hết đó. Là từ Hàn Quốc họ chở qua những cái tủ này luôn hả? Cho nên phải đợi bao nhiêu tháng trời. Từ cái đèn, từ cái gì cũng phải theo ý. Cái đó là tất cả là cái gì cũng là theo ý. Cái decor thiết kế là của họ hết. Của họ hết. Công phu và rất là hoành tráng và rất là chuyên nghiệp đó quý vị. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và cảm ơn Kiều Mai Anh và Lưu Đăng Khoa. Chúng ta bye bye và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.